trong ngôi làng bí ẩn. Tám nhân vật tới đây sinh sống. Trời ơi, đúng không? Anh Bibi ơi, chị Mie ơi, ăn cơm nè. Và bí mật truy tìm kho báu. Anh có thấy có cái hộp, cái gương nhưng mà không có chìa khóa. Không mở ra được đúng không? Ai tìm thấy kho báu trước và giữ được bí mật tới cùng sẽ nhận được toàn bộ số tiền. Thông báo, đã có người lấy được kho báu. Trời ơi, Trang ơi, tụi em quá điên mất. Chúng tôi là Bất Thầy Săn Thưởng. Bất Thầy Săn Thưởng. Chào Vinon. Chào Vinon. Chào Vinon. Chào Vinon là xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bất Thầy Săn Thưởng. Đây là bản làng Thái Hải. Các bạn sẽ được ở trong đây, tách biệt với thế giới bên ngoài. Quá đã. Tồn tại hay không tồn tại là dựa vào chính bản thân mình. Tồn tại lắm. Em tưởng vô chơi thôi mà sao tồn tại nữa anh? Chơi vui vui. Và ở đâu cũng có luật của đó. Lát nữa đây chúng ta sẽ bước qua cánh cổng làng, chúng ta sẽ là người của làng. Lúc đó sẽ biết vì sao ngôi làng này là một trong những ngôi làng số 1 thế giới. Trời ơi. Luôn á. Không em, ông cần phải nói lại một cách lớn như vậy đó. Đi thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển về phía con đường. Nơi đó chúng ta sẽ đến với những điều bí ẩn đầu tiên của ngôi làng này. Wow. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh quanh co, quanh co. Được rồi, chị là làng Thái hả? Mọi người ơi, theo chân tôi nè, theo chân tôi nha. Trời ơi, đi nè, đi nè, đi nè. Làng Thái Hải có 30 ngôi nhà sàn. Mỗi nhà đều có một chức năng nhiệm vụ khác nhau. Nhà bảo tồn thuốc nam gia truyền, ngôi nhà chè truyền thống, ngôi nhà bảo tồn về rượu dân tộc, ngôi nhà bảo tồn văn hóa ẩm thực và các loại bánh truyền thống của người dân tộc Tây. Đại gia đình ăn chung một nồi cơm, uống chung một dòng nước, tiêu chung túi tiền, cùng nuôi dạy con cái và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tây. Mới vào thì rất là hào hứng, hồ hởi, phấn khởi bởi vì được khám phá một nơi mà rừng núi khu vực Bắc Bộ mà giống như là mình về quê đó. Giếng thiên của làng, rửa tay ở giếng làng, chúng ta gột đi những cái điều xui xẻo và chúng ta sẽ chào đón những cái sự may mắn. Đó là tiếng gõ chào mừng những vị khách quý. Cầu vàng cầu bạc được kết bởi 2022 quả cầu y hệt như nhau. Vì năm 2022 thế giới công nhận đây là một trong những làng số 1 của thế giới. Wow, thơm quá vậy. Nghe mùi á. Rồi làm. Cái tre này bự quá anh. Cái tre á. Đẹp quá. Bự dễ sợ. Sao chỗ này quen quen ta? Ở dưới em đến chỗ này muốn một lần rồi thì phải. Chào mừng tất cả mọi người đến với ngôi làng mới của chúng ta. Yeah. Và vì sao chúng ta phải tới đây? Để chúng ta tìm tiền thưởng. Và vì sao lại có tiền thưởng ở khu vực này? Thời mà mới khai thiên lập địa thì những ông thần tiên trên trời á, ông mới làm rơi vàng xuống đó. Tích tụ từ nhiều năm nó thành một cái mỏ vàng ở trong ngôi làng này. Đã là giải thưởng mà còn phải là bậc thầy giải thưởng thì cái số tiền nó phải là một con số khủng khiếp. Trung nghĩ là đó là một kho báu có thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ có thông báo nội quy từ chương trình. Này mới căng nè. Các thành viên sẽ chống từ bây giờ cho đến lúc rời khỏi ngôi làng này chung với nhau. Mỗi người có một gợi ý về vật phẩm. Trong khoảng thời gian chúng ta tồn tại ở đây, ai đó tìm được cái kho báu thì phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để người thứ hai biết, trừ trưởng làng. Vì nếu chúng ta để lộ ra thì nó không còn thuộc về mình nữa. Mời Mia, hãy chọn bất kỳ con số nào mà muốn. Dạ, số 7. Số 5. 5. Dạ, em xin anh số 8 ạ. Xin mời. Làm bây giờ. Hồi nãy á, tại vì lập
dơ cao quá em lỡ thấy cô đập cho em không có muốn xem. Rồi. Chị trùng bánh gian luôn á. Và đây là từ khóa của em. Lá xỏm đen, cái công dụng của lá này là gì ạ? Mát gan, giải độc, hợp với em luôn. Em đang ý là mọi người nghĩ là em độc lắm hay sao mà cần phải được giải độc. Tự nhiên cái bắt đi triển lãm tham quan hả? Binh hả? Trời ơi, binh thì chắc chắn là đồ dùng thiết bị máy móc. À, nếu như mà mình ở một cái nơi mà làng quê thì có thể là nó sẽ dùng để máy phát điện hay là máy công nông đồ đó. Bất thầy sân thượng. Chúng tôi sẽ có những trò chơi để các bạn thu thập những gợi ý. Và nếu thắng ở những trò chơi, các bạn sẽ có một cái quyền là sao chép vật phẩm. Ví dụ các bạn đã nhận được một chiếc xe hơi thì cái người thắng ở những trò chơi sẽ được sao chép là photocopy, cũng sẽ được một chiếc xe hơi y như vậy. Ở chương trình này chúng ta không được quyền cướp vật phẩm của họ. Nhưng mà sao chép bên thì được cái gì hả trưởng làng? Sao chép để làm gì thì chúng ta sẽ biết khi chúng ta tham gia chương trình. Từng thời gian sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn. Trời ơi, coi chừng mỗi người sao chép một cái cuốc giống anh Khoa đi đào đó. Ừ, em nghĩ là cái cuốc này là cái xứng đáng nè. Vậy nếu vậy thì chương trình dễ giả với Khoa quá. Không, cái cuốc này nãy giờ em cũng chưa biết làm gì này. Ai có ý kiến, câu hỏi, thắc mắc gì không ạ? À? Em đang thắc mắc là cái vật phẩm của em nó giúp ích gì đâu mà sao em thấy là nó không có giá trị. Là gì? Nói em nghe, em chỉ cho. Là cái gì? Nói đi, tụi mình bàn với nhau. Nó không biết phải dùng sao á. Nói đi, nói ra. Những con người mở miệng ra nói tôi nguy hiểm thì đây mới thật sự là những con người nguy hiểm. Hồi nãy giờ tôi chẳng hỏi Quỳnh Lập một câu nào. Em giữ cái gì? Em giữ cái gì? Vì chị đã biết rồi, trời ơi. Biết luôn rồi hả? Vậy là chị đã lén lút nhìn thẻ của mọi người. Tôi không nhìn. Hồi hôm qua là chị đã... vô tình chỉ đọc được trong tờ giấy. Nhưng chị sẽ không hình dung được cái thứ em nhận. Nó không giống như những gì chị nghĩ đâu. Em nghĩ giống. Chị nghĩ nhưng mà cái thứ anh được nhận trong tờ giấy nó là cái gì? Nói thử coi. Khi mà đọc cái chữ đó thì là mình nghĩ là một cái thứ đó. Nhưng mà khi mình nhận lại nó lại là cái khác. Không giống đúng không? Ừ, nó không giống như mình nghĩ. Thì bây giờ tự nhiên có một cái kẹp sách này làm cái gì trời. Bây giờ quạt mát thì cũng không đủ mát. Này chỉ có là châm lửa đốt rồi chụm gì đó thôi à. Không hiểu luôn là cái này nó có công dụng gì luôn á. Ngoài cái việc là mình chèn vô cuốn sách. Nó là một trong những cái để chúng ta link vào tất cả những câu chuyện mà từ sáng tới giờ và tới những ngày cuối cùng bạn ra về. Tìm ra kho báu, mang về số tiền. Nó chỉ là một phần của cuộc chơi thôi. Đôi khi nó tuột mất khỏi tầm tay cũng không chừng. Mọi thứ không có gì là chắc chắn. Chúng ta đang ở trên cuộc đời này và đang trong ngôi làng này, đó chính là điều chắc chắn nhất. Đây là làng bình yên mà sao trận chiến nó cam co quá vậy? Cam co là cái gì? Và như đã nói, đây là ngôi làng chúng ta sẽ sống và cùng nhau vượt qua những thử thách trong gai của chương trình và tách biệt với thế giới bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hành lý, vứt những cái gì không cần. Vứt. Khi mà anh vừa nói chữ vứt những gì không cần, cái bắt đầu mắt mọi người nhìn em. Mọi người muốn vứt em ra khỏi làng. Chị bị đa đoan nữa rồi, tụi em không có nhìn chị. Nếu giờ chị, nếu là chị em sẽ dùng từ là gửi lại chị dạ. Người đầu tiên là Thùy Tiên. Ủa nhưng mà cái gì? Để tôi phụ em. Mang 4 bịch dầu gội nữa không? Nè, đây là dầu xả, dầu gội của tôi. Cái đây là cái gì? Cái đó là kem trộn. Tôi đang bị cháy nắng á, nên là tôi đang dưỡng da chút xíu. Chúng tôi thấy nó cháy hết rồi. Nó đang rất là cần thiết cho tôi. Tôi xin phép giữ cái kem trộn này lại để dưỡng cho tôi. Sợ không có thời gian dưỡng thôi. Có đồ ăn không? Tôi không có đồ ăn. Cà phê. Nhưng mà tôi có cà phê. Cà phê giảm cân. Trời, đây là cà phê giảm cân nữa. Cà phê này là cà phê hòa tan mà. Đồ đây. Trời ơi. Ôi trời ơi. Cà phê uống mà. Ủa? Sao mà trưởng làng ta không có lấy mà chị lấy? Tôi là trợ lý của trưởng làng. Không đồ ăn thức uống. Đây tôi nghĩ là một chai sâm. Không, cái này là tên dầu tẩy trang. Uống đi, uống đi. Rồi, điện thoại. Điện thoại. Điện thoại hả? Vào đây chúng ta đâu cần điện thoại. Điện thoại để làm gì? Để em lạc nhau. Lỡ mà có là không có lỡ gì hết trơn nữa đi. Được, sao mà tấn công người ta hoài vậy? Người tiếp theo. Tự giác trước khi chúng tôi phát giác. Em cũng không có gì nhiều. Với em cũng đâu có vay gái. Thì em cũng xin đem theo cái máy massage thì cũng không được. Có thời gian đâu, bỏ máy vô đây. Ô anh ơi không, em hay bị, em hay cái cổ à, nè cái cổ em nè. Chúng ta sống tối giản. Không có cung à. Đây là cái gì? Thuốc men, thuốc men. Thuốc, tôi nghĩ đây là một thiết bị nào đó để liên lạc bên ngoài. Khoan mọi người ơi, mọi người dừng một giây đi. Ý là chị Dạ chỉ có quyền làm vậy không? Phải hỗ trợ trưởng làng vì trưởng làng quá hiền lành. Bình đẳng như nhau hết á. Thôi bây giờ chị về kia đi, đi đây để trưởng làng người ta nói. Trưởng làng không có mượn chị luôn.
Rồi, Quỳnh Lập. Ít đồ lắm. Thôi biết bán gì. Thôi trưởng làng. Cái gì vậy? Đây là gì? Cái gì? Cái gối của người ta thôi. Gối là gì? Cái gối gì hình thù kỳ quái vậy? Ủa, cái tóc giả nữa hả? Dạ thưa trưởng làng, tại sao vào làng lại mang tóc giả? Ý của em là vô làng đúng không? Nhiều khi mình là nghệ sĩ với đem mình phục vụ văn nghệ nọ, mình đem không có thời gian, không có thời gian làm cái chuyện đó. Cho bà con trong làng. Sinh tồn sống sót còn chưa biết sống được không? Phải đang phục vụ văn nghệ cho làng. Rồi người tiếp theo. Mọi người em không có gì, em chỉ có quần áo thôi. Không có đơn giản trời như ơi, vậy. Trời ơi, trời ơi. À cái này là thuốc, tôi có được đem vô không? Để tôi kiểm tra đây là những loại thuốc nào. Chị ơi, em thấy chị bị hắc dịch á. Dạ thưa, có một cuốn truyện tranh. Ủa truyện tranh cũng được đó hả? Chị nghĩa là cái chuyện giải trí mà. Giải trí mà. Mình không được mang đồ ăn thức uống rồi. Ở trong làng này chỉ được giải trí trong làng thôi, không được đem cái ngoài vô giải trí. Tôi xin phép rời làng. Trưởng làng ơi. Dạ thưa trưởng làng. Thấy chưa? Trưởng làng tin tôi chưa? Trời ơi. Bánh. Một cái bánh ít. Một cái bánh ít nhưng vừa. Cơm. Tôi sẽ phi tan nó. Ngon còn thơm lắm. Không. Để đây. Thưa trưởng làng, còn một cái bánh trung thu nữa. Ở trên máy bay người ta phát. Anh không ngờ em ấy thiêu, em nói không có gì. Nhưng mà ngụy trang, như cái bình thuốc. Mạc Văn Khoa. Em không phải kiếm gì đâu. Không có gì, em là con người thật thà mà. Em vào đây nhịn đói nhịn khát để kiếm kho báu mà. Tôi thấy có cái. Tôi thấy có kẹo. Ăn được. Dạ thưa, làm sao qua mắt được tôi? Đây là nước sâm. Trời ơi. Cái này là vợ em lén lén đút vào này. Chứ em không có mang mấy cái tăng lực này đâu. Dạ thưa trưởng làng, thêm một chai nước tăng lực nữa. À thì đúng ra là vậy. Đây là lăn lăn lách anh ơi. Tào lao. Quang Trung. Dạ em đồ đạc cơ bản, những cái đồ cần thiết nhất trên đời thôi, không có gì hết. Kim chỉ thôi. Khâu vá cái gì vậy? À, anh chị em nào mà rách quần đúng á rồi. Thì tôi có cái đồ tôi may lại cho. Cái này có được không trưởng làng? Tịch thu. Cái này không tịch thu được. Được. Quan trọng lắm. Không. Ủa làm sao vậy? Nó ồn. Không. Cái này cho em xin đi trưởng làng. Em cần tìm kiếm mọi người trong những lúc nó là cái gì? Nghèo. Anh mở giùm em cái mục ghi âm. Ba bạn. Tạm thời giữ thôi. Rồi làm bây giờ. Cái mở gì đây một quá trời đây. Tất cả mở ba cái cùng một lúc luôn. Cả làng chờ giây phút này lắm rồi đó. Đây là bình đồ luôn. Ở đây. Chị thả vô đây đi. Đừng tối mà đói bụng đừng có mượn nha. Thưa trưởng làng, mình vô đây mình sống sinh thái mà chị ta đem 100 lít dây điện theo. Tịch thu. Tịch thu hết đi. Hỏi câu chân tình nè. Trời ơi. Đi ra đi kiếm đất mở nhà hả? Chị ơi, cái chỗ này là chỗ yên bình thanh tịnh, chị em ra máy karaoke theo làm gì? Thưa trưởng làng, chị ta còn đem theo thú dữ nữa. Chị ta đem con rắn. Ủa là sao nữa? Quá cho làng mình. Ở đây nhiều lắm không cần đem. Không phải, đây là gói ôm của tôi. Không những rắn mà còn có vịt nữa nè. Tranh ra gối đẹp. Rồi, tịch thu đi. Đây là mở khách sạn ở đây hay sao á? Bây giờ vậy, cả mọi cái đồ dùng sinh hoạt này chúng ta sẽ tặng hết cho đoàn. Hợp lý, hợp lý, quá hợp lý. Thưa trưởng làng. Quang Trung. Dạ. Nhờ Quang Trung phát cho đoàn. Dạ đây, mấy anh rửa chân, rửa tay, rửa mặt, rửa sáng nha mấy anh. Nhà, này thì à, mọi người có cái lo để giải trí nè, hát karaoke nè, cái dây để mà sạc pin này, sạc pin nọ, mình có dây sao không hả? Nhớ đúng đúng đầu nha, đúng gọn nha. Giờ mang cái cây này nè đi mà quay không nổi, nó quay không nổi thì trống. Chúng ta nên nhớ chúng ta tham gia chương trình gì? Bốc thầy sang thưởng. Hãy trả lời cho chúng tôi biết các bạn là ai? Bốc thầy sang thưởng. Đến đây để làm gì? Tìm tiền báo. Bây giờ là lúc chúng ta lên trên nhà chung, xin mời. Yeah. Nhà Kê Liêm là nhà thuốc nam của làng, nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân bản bằng những bài thuốc lá đặc trưng của người dân tộc Tây. Liệu có manh mối nào xuất hiện trong khu vực nhà chung của các nhân vật? Thuốc nam hả? Nhà thuốc luôn hả? Cây lá cây đúng không? Ở đây có tất cả các loại lá thuốc truyền thống dân gian hồi xưa. Anh ơi, em hỏi có một cái phương thuốc nào chữa bệnh không hách không anh? Em chữa liền cho chị em cái. Bị hách dịch á. Bị hách dịch hồi nào? Hồi nào? Đây, mốt đầy gan luôn. Đó. Anh, em nghĩ là em đang bị nóng gan á. Em cần một cái loại lá chữa nóng gan. Có luôn, ở đây có luôn. Chắc chắn luôn, có rất nhiều luôn. Chúng ta rồi sẽ được biết. Bây giờ chúng ta sẽ lên nhà trên. Đây. Wow. Đây. Ôi tự nhiên lên đây đã mát nhờ. Cuốc vật phẩm của anh mà anh để dưới hả? Trong bị copy gì đâu. Mà
Mặt Văn Khoa nhất định là phải mang cái cuốc theo bằng mọi giá. Tối nay ôm cuốc ngủ luôn á. Đào, đào kho báu mà anh. Chúng ta đang ở trong một ngôi nhà của người đồng bào. Ở đây có hai phòng VIP, VIP 1, VIP 2. Các bạn nữ hãy đi vô phòng VIP để quan sát phòng mình đi ạ. Và đưa hành lý vào bên trong. Ủa, chị VIP già không vô hả? Chị ở với Misty. Tụi em ngủ ba người chung. Em sợ em nhúc nhích cái chị ngái. Vậy cho nên em quyết định em sẽ ngủ ngoài này với mấy anh. Không, không có quan ngên. Ở đây chị ngủ ngoài này là chị bị vi phạm cái luật có đây. Đúng rồi, là sẽ bị đuổi ra khỏi làng đó chị. Trước mái này là đàn ông ngủ. Vậy là khi mà chị đi công tác em có vô ngủ hả? Không phải em, thì cháu thì nó ngủ mà. Tại sao không ngủ chung với chị vậy? Đừng có trả vô. À quên đó, ba lấy chị lấy. Hết chỗ ngủ. Ê, rồi. Hết chỗ ngủ rồi. Chị qua bên kia đi. Qua coi cái này đi. Sao tôi thấy dạ chứ bị xa lánh quá ha. Không phải, không phải. Tụi em thấy tội nên là chịu em cảm thấy bất công lắm. Thôi mà đừng có bất công. Em nói thiệt, em đến với chương trình với một tâm thế rất là yêu thương tất cả mọi người. Mà từ đầu tới giờ ai cũng gọi là xa lánh em. Ai cũng là hả, kiểu như là hả, ruồng rẫy em, muốn vứt bỏ em. Thôi bây giờ em chia sẻ nào, em kêu chị qua ngủ với em làm sao được. Em điên hả? Giờ chia sẻ làm sao được, cái gì con chia sẻ được, ngủ sao mới chia sẻ. Đúng rồi. Bây giờ tối nay Hoa hậu phải ngủ với tôi. Hoa hậu phải ngủ với tôi. Ủa? Tại sao vậy ạ? Tại vì một phòng là hai người. Tôi không đồng ý. Ủa tại đó. Anh thấy không? Anh thấy chưa? Miệng thì nói không xa lánh em mà vậy đó. Mình em một phòng anh coi chịu nổi không? Rộng đó, chị ngủ với Mia nè. Không, ý là chị em vẫn cứ để đồ ở đó. Chị dạ ơi, chị bị nguy hiểm á. Chị bị gì là chị đáng thôi chứ không có gì đâu. Tôi không hiểu tại sao với một cái vẻ ngoài thánh thiện như vậy, tôi đã gội rửa ngay cái giếng rồi mà mọi người vẫn gọi là chấp niệm với tôi. Tụi mình không ác, tụi mình chỉ làm theo đúng những cái gì mà chị ta đã làm với chúng ta. Chúng tôi là nhân vật gì? Giống như trước khi chúng tôi phát giác. Đây là cái gì? Thưa trưởng làng. Thấy chưa? Trưởng làng tin tôi chưa? Tôi đang hỗ trợ trưởng làng. Không có ai cần luôn. Tại vì tôi thấy trưởng làng tẻ nhạt quá. Trời ơi. Trưởng làng tẻ nhạt quá. Trời ơi Giang ơi. Nói chuyện với trưởng làng mà nói như vậy. À là sáng mọi người cũng quay mấy cái này. Bây giờ sẽ có biểu quyết như sau. Ai cảm thấy và cảm giác sự xuất hiện của Lam Vĩ Dạ gây ra láo nháo nội bộ và nó không cần thiết cho chương trình, chúng ta có quyền biểu quyết để đổi Lam Vĩ Dạ thành một người khác. Em ý kiến, ý là cũng có gây láo nháo nhưng mà cũng cần thiết cho chương đúng trình. Đúng rồi, chị già chị nói gì để tụi mình giữ lại trước đi. Chị biện hộ cho chị đi. Không, bây giờ nói vậy nè, nói chứ nói nào ngay. Để chị lại đi, chị là giặt vũ nè, quét dọn nhà cửa, chà toilet, nấu nướng, chị lo hết cho mấy đứa luôn. Vậy thì bây giờ hỏi nè, từ sáng tới giờ tịch thu hết tất cả đồ đạc của em, vậy em thấy hợp lý không? Nhưng mà tại sao chung được lấy hợp lại không thôi? Cái này để trừng trị kẻ vang. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Nói. Năm. Em thấy hợp lý. Hợp lý. Rồi, hợp lý. Rồi, vậy là không thắc mắc nữa. Tất nhưng cả mà ít nhất chung lấy lại một cái, em cũng phải lấy lại một cái chứ. Chị lấy được cái vị trí ở lại làng này là em thấy đẹp lắm rồi. Đẹp lắm. Em đòi hỏi. Nhưng mà nếu đã cho em ở lại phải cho em một cái vị trí trong làng gần như anh chứ. Sao mà ở lại đây mà đòi giục chức của trưởng làng vậy trời. Phải dù có trưởng hay có phó làng chứ. Chị mình là phó làng. Chị đang là người bị xa lánh nhất ở đây mà chị còn đạp đổ tụi mình nữa chứ đừng nói là có chức có quyền. Có chức có quyền cái giật sạch cái nhà trò này liền. Quá trời quá đất. Ồn dễ sợ ồn. Làng của người ta đang yên bình thanh tịnh. Bây giờ phải vô trọng giải quyết mới được. Vậy đó mà kêu là ồn quá. Ủa? Cái gì mà ồn quá vậy? Trời ơi. Ủa thì ra à? Hốt bôi đây hả? Anh ơi, bao lâu nay không gặp Nam anh? Thần. Anh sinh sống ở đây hả? Phải không? Anh tới đây là thay chị già đúng không? Là phải. Đúng vậy. Là... Ủa? Chương trình mới alo cho em luôn, kêu em lên đây thế chị. Ủa? Trời ơi, chết rồi chị ơi. Bọn em không có nói. Lý do chương trình nói thay tôi là gì? Chị ồn quá. Tại làng của người ta đang bình yên á mà chị tới chị ồn quá. Tôi không tin, tại vì tôi thấy trang phục này giống trang phục đó. Hôm nay là em về em thăm quê. Quê em ở đây mà. Em chính là người tại đây. Dạ đúng rồi. Rồi người tại chào sao? Dạ. Xin chào sao? Cappuccino. 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 Làm gì đám á? Làm gì đám á? Dạ đi. Đây chú đây. Đây chú đây. Không có. Dám đòi thế chỗ của ta. À trời ơi. Tôi đã có hình phạt cho Baby Trần rồi. Hình phạt đi ạ. Ở chung phòng với em. Đúng vậy. Bất thầy sân thượng. Bất thầy sân thượng. La la
la. Ôi, đẹp quá. Thật là thanh mát. Tiên ơi, anh thấy em đổ mồ hôi luôn, em thanh mát chỗ nào Tiên? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ để chúng ta chia thành hai đội. Trời ơi, chia rẽ từ đây rồi. Thôi em thấy bây giờ là cũng đã chia rồi mà anh. Nè chị Dạ một đội, còn tụi em một đội. Trời ơi, làm sao mình tách ra bên em vậy? Chị muốn làm phó trưởng làng không? Chị tự đắc. Ừ, chị hay muốn làm phó trưởng làng quá. Chị tự cô lập chị. Đang đứng tính toán riêng đấy. Bây giờ chúng ta chia làm hai đội, mỗi đội phải có hai nam và hai nữ. Chúng ta sẽ có những câu hỏi có hoặc không thôi. Ai cảm thấy mình có thì mình đứng, ai cảm thấy mình không thì mình ngồi. Hết. Chúng ta chơi đến khi nào mà tách được làm hai đội, mỗi đội hai nam hai nữ. À dạ rồi. Thì là khó chia nhóm này lắm. Khó chia nha. Câu đầu tiên, tôi tham gia trò chơi này vì tiền. Ai đâu mà làm gì tiền, cuộc sống này phải làm vì giá trị. Văn hóa, vật chất chỉ là phù du thôi. Đúng rồi. Văn hóa là trường đâu. Những gương mặt giả trân kể cả hoa hậu. 3, 2, 1. Tất cả là vì khán giả thôi, chứ tụi tôi đâu có muốn. Ủa? Ủa? 1. Tất cả là vì khán giả thôi, chứ tụi tôi đâu có muốn. Ủa? Ủa là sao? Là vì tiền. Khoan nè, để anh giải thích cho. Sao? Chương trình mình là gì? Đi săn tiền kho báu đúng không? Thầy. Thì kho báu là tiền. Em ơi, còn kho báu kiến thức thì sao? Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Quang Trung, Bibi Trần và Mie là tham gia vì tiền. Chưa đúng quy định. Câu tiếp theo, Trường Giang là idol của tôi. Ôi con này trời ơi. Bây giờ làm sao dám ngồi. Trời cấm quá à. 3, 2, 1. Quý anh Giang vô cùng. Anh Giang luôn nằm trong trái tim nè. Nằm trong trái tim. Mến anh Giang nhất trần đời. Mến vô thương cùng tận luôn. Yêu thương dữ lắm. Ê con có qua hậu diễn nha. Trời ơi. Những gương mặt giả tạo. Thôi bớt xạo đi. Rồi, câu tiếp theo. Tôi có thể quyến rũ người khác trong một phút. Ủa? Em đứng luôn. Em đứng luôn. Ủa, anh và anh. Ủa? Thì chá nhở. Trời, ủa? Em nghĩ chị Dạ nhiều khi không cần tới một phút đâu. Tầm 10 giây thôi. Người ta xỉu liền. Anh Giang, câu hỏi này anh cố tình anh hỏi để cho mọi người chăm chọc em phải không? Chỉ tự vậy đó. 3, 2, 1. Một. Trời ơi, một mình làm cái gì vậy? Một phút bắt đầu, quyến rũ quay phim, vô. Một người thôi, chọn một người, chọn một người. Anh Thanh Nguyễn. Ngồi yên đó. Trời ơi. Bây giờ một phút làm sao ảnh đồng ý đứng lên và em dắt tay anh đi được là thành công. Anh ngỡ nở một nụ cười. 2, 3, vô. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà dám gian làm mấy cái này vậy? Ghê quá, ảnh không nhìn luôn á. Không dám nhìn luôn kìa, không dám nhìn luôn. Bây giờ có đi theo tôi không? Trời ơi, khó coi có quá. Có đứng dậy và đi theo tôi không? Cái gì vậy trời? Có đứng dậy và đi theo tôi không? Bà quyến rũ này là đe dọa rồi. Không thành công. Ủa em chưa làm. Câu tiếp theo. Tôi vừa tắm vừa hát rất to. 3, 2, 1. Như vậy là chúng ta đã có hai đội. Trời ơi, Lê Thiên Ngọc ơi. Mời đứng qua hai đội. Chết rồi. Đây đội, bên đây đội. Trời ơi, thầy đi cho bà đây. Đúng rồi. Sợ
Về đây với chị. Ôi trời ơi, trời ơi, Tiên, Tiên sắp khóc rồi. Trời ơi, sắp khóc rồi này. Chúng ta có hai đội, bây giờ sẽ là trò chơi chính buổi sáng hôm nay. Xin mời. Chưa gì chưa mà vô chơi. Hai bộ tắm không hát. Đi vô đi, đi vô nhanh 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 lên. Bất thầy sân thượng. Chị dạ. Chơi chứ chị ơi. Chị đi tìm kho báu một mình đúng không? Diệu Hương Liên ơi. Bánh mì xá xị ơi. Kêu mẹ tụi con ra đây tụi con ơi. Hiện tại chúng tôi chuẩn bị quay cho một cái trò chơi mới. Thì Lâm Vĩ Dạ hiện tại đã không có mặt. Đi kiếm kho báu rồi anh. Trời tôi đi toilet thiệt á. Mọi người bị gì vậy mọi người? Rồi chúng ta sẽ phổ biến luật chơi chỉ một lần. Các bạn sẽ có hai người để cái xà trên vai và khiêng một người ngồi xích đu. Đội nào chạy lên trước thì được quyền trả lời câu hỏi đó. Đội lên sau phải đứng chờ. Chỉ được trả lời bởi cái người ngồi trên xích đu mà thôi. Loại. Trước khi chơi các bạn có muốn đặt tên đội không ạ? À? Có ạ. Có. Đội em là đội châu bò ạ. Ôi trời. Sao mà cái tên là, ý là cái đội tên em tên là tại vì có chữ tiên nên đặt là Thiên Duyên Tiền Định. Đội kia để gì? Giải sự tiền duyên. Rồi hiện nay chúng ta có hai cặp đấu. Luật chơi xin hỏi có ai chưa hiểu? Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Về cái mấp ngang của anh đúng không? Khi một người chạy lên đó, ai chụp cái goro về trước là thắng. Ủa trời ơi, tiện chụp cái goro. Sơ hở á là cứ tìm kiếm chuyện ăn cắp đồ. Đúng rồi. Của đoàn mình. Sao anh ơi mà? Gõ cái chuông báo hiệu ăn cắp đi. Trời ơi, đội nào trả lời chính xác sẽ nghe âm thanh. Anh ơi có thể mình thêm loa khu vực đó không anh chứ em không nghe. Đội nào trả lời không chính xác sẽ nghe âm thanh. Ý là mấy âm thanh nó nhỏ cái miệng tụi mình nhiều lắm. Tụi mình phải tĩnh lặng. Hiểu luật chơi chưa? Dạ rất là hiểu. 3 2 1 go. Tên ơi. Ngồi nguyên luôn, ngồi nguyên. Ủa? Ủa? Chống cứng đất rồi. Trời ơi, quá nhiều cái chân xuống đó. Chống cứng đất. Lại. Về từ đâu? Trở lại từ đâu? Chơi lên chỗ nào không? Về, về. Về, về, về. Lên, 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 lên. Đừng có trốn chân trong đất xe em ơi. Rồi, lên đi, bỏ chân lên luôn, bỏ chân lên luôn. Đó, 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 đây. Câu hỏi thứ nhất, bức tranh nàng Mona Lisa, người đẹp này không có cái gì. Đáp án. Không có chân mày. Trời ơi. Trời ơi. Chính xác. Yeah. Rồi, đi bộ về, đi bộ về. Tự nhiên tới đó rồi, tưởng chưa được nữa. Tại vì em bỏ cái chân xuống. Không, em tưởng là tới đó là đáp được rồi. 3 2 1 go. Yeah. Rồi. Rồi, đợi sau đứng chờ nha. Câu hỏi của chúng tôi. Ủa người ta ở đây tao không thở, em thở gì? Anh ơi, đọc luôn đi anh. Anh đọc thì anh bớt giao lưu lại anh ơi. Cái gì? Đọc đi anh ơi. Tụi em không ổn, tụi em không ổn. Cầu vồng, biết cầu vồng không? Dạ cầu vồng. Một cầu vồng là 7 màu. Hai cầu vồng là 7 màu. Đúng vậy, cái đó là hỏi cho vui thôi. Trời ơi. Em không cần vui. Tụi em bắt đầu buồn dần rồi. Tụi em buồn dần rồi. Cầu vồng do hiện tượng nào tạo nên? Quá dễ. Ánh sáng, ánh sáng. Anh ơi nhắc rồi, phạm luật. Tiên vừa trả lời khi già còn chưa đến. Ừ đúng rồi, em trả lời trước được. Em trả lời khi già còn chưa đến. Dạ đúng rồi. Đáp án là? Ánh sáng, ánh sáng rồi. Chính xác. Yeah. Trời ơi, đầu quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi Tiên ơi. Câu này chúng tôi đã hỏi ba bé tại làng, mỗi bé 3 tuổi đều trả lời được hết. À hay là ba của bé trả lời được chứ không phải bé. Ba của bé. Ừ hỏi ba bé. Hỏi ba của bé mà, hỏi ba của bé. 3 2 1 go. Ráng lên Trung ơi. Đúng rồi. Trời ơi sao mình xéo qua đây vậy? Câu này vô cùng dễ. Dạ. Anh ơi, nếu mà thua là phải đứng lùi về đằng sau tụi em á. Nè, biết rồi. Đang đi nè. Tụi em đang trước rồi. Rồi đừng ý kiến chung, đừng ý kiến nữa, kệ đi. Anh. Bộ phận nào trên cơ thể thằng lằn có khả quá năng dễ mọc lại? Đuôi. Chính xác. Yeah. Yeah. Cái này mình phải đi trước là làm okay sao ha. Mà đội này chạy lên thắng mà biết cái câu này. Quá là khó. Quá hậu ơi. Trời ơi mấy cậu khó ơi như vậy. Ôi sinh học đâu phải ai cũng biết. Đúng vậy. Ôi ôi. Ủa mọi người ơi, cho em hỏi là chị Dạ đâu rồi? Tôi đây, tôi hỗ trợ trưởng làng. Ủa chị Dạ, chị có thật sự là trong đội em không vậy? Cứ nghĩ là mình có quyền quay kìa. Tôi muốn bên đây đổi chị Dạ đến trả lời. Tôi là tôi tớ trong làng. Bây giờ chúng ta phải đổi người. Đúng rồi anh Phan, em Xí. Nãy giờ tụi em đều phải đổi người theo quy định. Nhưng chị Vạ không bao giờ leo lên đó. Trời ơi tôi leo lên hai người kia chết.
chứ tụi em bên này còn sống sao? Nhưng mà ê mọi người ơi, cái bên em nó bị trục trặc rồi. Mọi người ơi, cái bông máy tay này nó bị rời bông rồi. Mọi người tạm dừng 45 phút. Tất cả hiện tại đã đổi người. 3, 2, 1. Hãy qua trong ơi. Ủa chị ra đây rồi. Trời ơi. Ngồi lên lại sao vậy? Dạ? Thì dạ ngồi vậy là bị té đó. Câu hỏi của chúng tôi: trong phim Aladdin và cây đèn thần, thần đèn mặc áo màu gì? Thần đèn không mặc áo. Yes, yeah. Hay quá Theo ơi. Chính xác. Yeah, yeah. Miss Theo. Yeah. Sang chứng tâm lý rồi. Cứ ngồi từ đầu đi, tụi em chịu được không sao á. Cứ ngồi ngay từ đầu luôn. Chúng tôi đã có chuẩn bị một vài toa thuốc thoát vị đi đệm cho Bibi Đần với lại bạn Hoa rồi. Anh ơi, đang khiêng hoa hậu chuyển rồi. Qua khiêng mẫu hậu. Mẫu hậu một cái. Sẽ xỉu hoàng xuống. Yeah. Hãy quá trong ai. Ủa, dạ, bà đi rồi. Hiện tại tỷ số là 2-2. Ai là người tới 5 điểm trước chiến thắng? Dạ. Trời ơi, 5 điểm rồi hả? 5 điểm hả? 3, 2, 1. Trước rồi. Không, lùi lại, từ từ lùi lại. Đó, hai đội ngang bằng nhau. Đúng rồi. Câu này ai biết trước thì trả lời trước. Hành tinh nào trong hệ mặt trời có cấu tạo giống trái đất? Sao hả? Chính xác. Sao hả? Trời. Xuống chị ơi. Giỏi quá dạ ơi. Trời ơi, đáng lẽ chị thắng tụi em phải khiêng chị về chứ. Trời ơi. Hay quá. Tỷ số hiện tại là 3-2. Nghiêng về đội Thiên Duyên Tiền Định. Không sao, tụi em không nhau núng. 3-2, go. Không sao. Cái này, nó tù. Nó là tù. Câu tiếp anh theo. Anh Vang ơi, cái này lỗi ban tổ chức anh Vang ơi. Anh Vang. Nỗi sợ lớn nhất của mèo máy Doraemon là gì? Chuột. Chính xác. Yeah. Trời ơi, giỏi quá dạ. Bỏ xuống. Anh Vang. Tụi em bị đi chậm là tại vì không, đổi trời chào cô. Do bên em. Coi nè, bên em bất cẩn. Không đâu. Cái mông em sao rồi thì ơi. Ủa mông nè. Mới nãy bên tôi té, bên tôi cũng chịu thôi. Sẵn sàng chưa? Và sẵn. 3, 2, 1, go. Bên đây rồi. Không đâu trời anh ơi, anh vẫn thua em một bước chân. Không quá. Chúng tôi bạn sự tùy duyên trả lời câu hỏi sau đây. Dạ. Chúng tôi bị chèn ép. Câu này không ai không biết. Trời. Bỏ lên. Công chúa bong bóng là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi. Đây là đồng thanh nè mọi người. 2, 3. Bảo Thi. Đó có phải là câu hỏi không? Chúng tôi cần những câu hỏi trí tuệ hơn. Ủa trí tuệ mà trời. Bất thì sân thượng. Bất thì sân thượng. Tỷ số hiện tại là đội Thiên Duyên Tiền Định là 4. Dạ. Đội Vạn Sự Tùy Duyên là 3. Câu hỏi tiếp theo. 3, 2, 1, go. Nè, nhìn kỹ đi, tụi em thắng nè. Chó bay. Ôi à. Câu hỏi của chương trình: con gì sinh ra đã ồn ào? Năm. Quá dễ. Năm. Bốn. À. Ba. Không em. Đúng lại. Một. Con vật. Con gì? Qua. Con là ai nhắc? Không có ai cả. Quang Trung quay qua. Em nói là trời, em nói gì nè? Em nói là gì nè? Không có. Nhanh đi mệt quá. Thôi, có nói gì rồi. Chúng tôi sẽ check vàng. Trời ơi. Check vàng. Không em. Mời đợi tiếp theo. Yeah. Trời ơi, quá chuyên nghiệp anh ơi. Con là. Nhưng mà anh Vang. Cho em hỏi thăm với anh Vang. Rõ ràng nếu mà làm như vậy á thì đội này thắng, chương trình không kịch tính. Nếu như mà 4 đều thì nó quá là hấp dẫn. Trời ơi, em nghĩ nha, anh ơi. Nè bây giờ anh nghĩ thử nha. Anh nhắc là kịch tính lắm. Nếu bây giờ mà hai đội mà 4 đều thì khán giả làm sao bỏ tôi không hiểu tâm lý. Anh hiểu tâm lý. Không thể nào ngưng theo dõi chương trình. Anh hiểu tâm lý của em. Nè, nhưng mà
Cái vấn đề á là khán giả họ không cần kịch tính, đúng không khán giả? Anh Giang, nếu mà bốn đều là khán giả họ bỏ tôi đi. Mời đội mình trả lời lại, lên. Trả lời lại kìa. Quỳnh lập lời, Quỳnh lập lời. Ủa cái gì vậy? Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn làm nghề gì? Trời, câu này không biết hả? Bảy chú lùn làm nghề gì? Đúng rồi, biết. Đi săn. Không phải. Có gì đi đâu? Bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Mỗi lần mấy chú lùn về là hề hô, hề hô, hề hô, hề hô. Giang gì đi? Là trả lời vui thôi, nếu sai không bị gì tới đâu. Người ta đang, chị ơi khoan đợi xíu đi. Bảy chú lùn làm khoan hề. Khoan người ta. Bảy chú lùn làm hề, hề hô, hề hô, hề hô. Đi đào vàng, đào mỏ. Đúng rồi, cái giá sao đó. Làm thợ gì? Thợ mỏ. Chính xác. Thấy chưa? Yeah. Và câu này trả lời cho vui thôi, đội kia vẫn thắng. Yeah. Yeah. Trả lời cho vui mà vẫn buồn nha. Đây nè, nội chỗ đứng thôi mà chỗ đó mát mà đây nắng là thấy là bất công bị rồi. Bị ép, nó nói là bị ép mà. Rồi khoan này, nghe nè, nghe cái này hay lắm nè. 2, 3. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thiên nhiên tiền định. Chưa có hay. À, cái vậy là hay rồi. Nhưng mà coi nè, ép tụi em quá, tụi em đứng ngoài nắng nãy giờ hả, 3 tiếng đồng hồ. Tại sao hai câu đều đã lỡ không được, phải nhờ người ta nhắc. Không, dạ, có nhắc đâu. Trong cái tình huống nó ói âm thì chúng đúng ta rồi. Sẽ bị kiểu không quá. Nhớ ra được. Cái ông mặt trời, anh nói, ông rội thẳng vô cái sấy ngọ, không có tư duy được. Nãy giờ tụi em bị đứng nắng quá nhiều cho nên tụi em có bị hơi chút đầu, bị tiên đình. Vấn đề nè, vấn đề là tụi tôi trong mát, nhưng mà tụi tôi vẫn rất là khỏe á. Không biết nữa. Thì trong mát thì nó mới khỏe. Thì đó, ý là cái sức khỏe á. Đội chiến thắng là đội Thiên Duyên Tiên Đình. Đội chiến thắng ngay bây giờ sẽ được sao chép vật phẩm từ đội thua. Yeah. Wow. Hết 4 vật phẩm luôn hả? Tiên, em chép vậy em bị tham á Tiên. Em chép vậy em bị tham á. Một trong 4 người. Em nghĩ là anh Lập quá. Gì? Tại vì anh Lập hồi nãy em đi lên, em thấy anh cứ ngồi ảnh mò cái chỗ quầy sách. Nếu mà mình chọn của Lập á là Lập đã tìm được cái đó rồi. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi là bên kia sao chép anh Lập thì là tất cả đều có một vật phẩm của anh Lập. Đúng vậy. Nó hơi nhiều quá. Ừ, nó hơi nhiều quá. Em nghĩ là bên đó phải có một cái thôi. Em nghĩ là đội này nên chơi để coi ai thắng nhất á thì được sao chép một người thôi. Chứ ở đâu ra? Chơi như đó đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Cái quyền quá lớn đi. Em ơi, em có đền hợp đồng được không? Em không có tư cách để nói đây. Và người bị sao chép vật phẩm đó chính là Quang Trung. Quang Trung. Quang Trung. Quang Trung đi. Chị muốn sao chép đúng không? Em đưa chị cái link. Sao chép cái link đi. Quyết định cuối cùng chưa ạ? Quyết định cuối cùng. Quang Trung. Thể hiện quyết định đi ạ. À. Quang Trung. Quang Trung. Quang Trung. Sao mà dễ đoán quá vậy trời. Cái loa này nghe, đưa ra cái loa. Rồi, như vậy là vật phẩm của Quang Trung sẽ được sao chép. Hello. Cái này có tịch thu không trưởng làng? Tịch thu. Cái này không tịch thu được. Được. Quan trọng lắm. Không. Ủa sao chị? Nó ồn. Không. Tại vì là hiểu lầm rồi, không phải là như vậy. Wow. Và bây giờ mình lộ luôn. Vật phẩm của Trung chính là cái loa. Trời ơi, cái đồ này gì mà nó lộ kinh khủng. Trời ơi, Thiên chọn anh Trung cái loa vậy. Cái loa chúng ta cất đi, tại vì chúng ta đã có vật phẩm rồi. À dạ. Bây giờ dạ. Là lúc chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Bất thì sân thượng. Bất thì sân thượng. Bẻ kho báo để đâu vậy, chỉ cho chú thôi. Chứ con ở đây con có biết thật sự không? Bây giờ chú thử lòng ở đây con có biết là kho báo để đâu không? Con á, à, sao các chú chơi bẩn nhỉ? Trời ơi. Có một câu sao các chú lại chơi bẩn như thế lần. Nhưng mà cháu bảo các chương trình đưa ra các chú phải là mình tự đi tìm nhá. À. Các chú lại hỏi người dân ở đây. Đâu hỏi chính thử, chỉ là hỏi thử coi là có biết không. Không phải thử đâu. À. Nhưng mà nói thì phải nói thẳng thôi chứ không nói thử. À. Thôi đây mới là trưởng làng này. Đây là giờ trưởng làng thiệt nè. Ôi, nó có bụng đâu ta. Để chị kiếm hộ em có đầu bụng phải không? Dạ. Chị có thấy. Ê, có một cái lạ lắm, nó không phải là thuốc. Có khi nào nó là từ khóa gì không ta? Ê, con khủng long. Cái kẹp. Cuộn len, kẹp lông len. Kẹp lông len là ken lông lọt, ken lông lọt. Cái gì mà nghe sao mà từ khóa gì vậy nghe? Kẹp lông, kẹp khủng là cũng kẹp.
kẹp lông len. Kẹp lông len là lẹt lông kem. Lẹt lông kem là cái gì nó lệch? Phải có cái gì vậy chắc là ai á, ai xài xong cái chưa kịp cất á chứ không liên quan gì đâu. Ê, nhưng mà hình như cái vật phẩm của em là cái quan trọng thiệt đó. Có không? Quá cầu lòng. Là tin con thỏ. Cầu lòng. Cầu lòng. Cầu lòng. Nếu như nè, ở đây là 2022 giống nhau thì tự dưng có một cái bị lạc quẻ. Nó có màu trắng và màu vàng. Tự nhiên cái quả cầu lông đó nó sơn màu vàng lên mà có màu vàng bạc giống gì nè. Nè, màu vàng vàng. Em đã ấp được quả cầu lông mà có hai màu, màu bạc và màu vàng. Là vàng bạc luôn đó. Là ở đây nè. Vàng bạc là ở đây nè, hiểu không? Mi é. Hay là mình lên bên đi. Bây giờ tại sao anh không lên kiếm nữa? Bây giờ vẫn còn mà em muốn đi lên kiếm nè, anh đi không? Anh đã tìm được một vài cái manh mối rồi cho nên anh mới liên hệ với em, hiểu không? Nếu như mà mình liên minh thì anh sẽ cho anh kiếm ý. Anh kiếm được cái gì? Hai, ba, nhìn lên. Thấy gì trên không? Cái gì vậy? Mẹ ơi, em có thật sự là chơi trò chơi không nha? Có thật sự là đang đi tìm kho báu không? Nhìn trên cái cây kìa, thấy cái gì không? Em ơi! Ủa gì vậy? Nó là gợi ý. Cái gì? Em nhìn lên cái cây kìa, thấy cái màu gì nó khác biệt hơn những cái cây con, cái lá không? Anh nghĩ là anh liên minh lộn người. Cái này là cái đồ kẹp sách nè. Lập có lấy một cái bảng số 5. Mình chọn số 5 là bởi vì nó là ngũ hành. Đó, mình nghĩ đó là số 5 nè. Làm gì vậy Lập? Làm gì vậy Lập? Anh kiếm gì vậy? Bất thì sân thượng. Còn bây giờ để tiếp thêm năng lượng thì chúng ta phải có những bữa ăn ngon. À vậy thì được. Trời ơi, đói mà lạ người luôn á. Để có protein cho những người thiếu năng lượng ở đây, chúng tôi có tầm sắn rang lá chanh. Tầm sắn. Nguyên một cái câu đó em chưa hiểu luôn anh. Tầm á, con tầm là anh lá sắn. Đúng, rang lá chanh rồi. Đúng vậy. Đúng vừa hả anh? Không phải, con tầm thường thường nó ăn lá dâu. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây nó ăn lá sắn thì mình rang con tầm mới lên với lá chanh. Món thứ hai, xôi đồ lá cẩm. Wow, ngon nha, ngon nha. Món thứ ba. Anh ơi, đừng có kêu em đi giết gà, giết vịt. Gà hấp lá chanh. Thứ tư là món cuối cùng, rau bò khai và rau đắng xào trứng. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ có phân bổ lao động. Sẽ có nhóm ở lại nấu cơm, đồ xôi, đi bắt gà. Và sẽ có nhóm đi hái rau. Nhóm nào chơi ở sofa vậy anh? Ờ. Với Hà Hồ mà cô đơn cho sofa. Nhóm hái rau sẽ có đôi bạn cùng tiếng xinh đẹp Lam Vy Dạ và Mạc Văn Khoa. Nhóm bắt gà bộ ba hoàn hảo Quang Trung, Mi E và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Em nhiều khiếm khuyết lắm. Em nhiều khiếm khuyết lắm. Em đã rất im lặng từ nãy tới giờ. Để cái phần bắt gà đừng có để cho em. Gà đừng có để cho em. Nhóm nữ công gia chánh ở lại. Yeah. Miss Thi, BB Trần và Huỳnh Lập. Rồi bây giờ tất cả chúng ta chuẩn bị lên đường. Yeah. Sau đây em đi đúng rồi, ta vườn sau.
Anh Lập ơi, anh có biết nấu cơm không anh Lập? Biết. Thôi thôi, nhưng mà quan trọng biết nấu đi. Xôi không? Cái này em nghĩ là củi để đốt á mọi người. Không đâu, trước khi mình đốt mình cần nên phải nhìn một cái. Cô dễ này á. Nè, có cái bật lửa ở đây nữa là để đốt, để mùi lửa. Tại vì mình xài bếp ga mà mình phải mùi lửa. Nhưng mà không tự nhiên mà kêu mình ở đây đâu. Có vấn đề mình gì ở đây đó để nấu cơm. Ủa anh tưởng đâu nó sâu xa hơn. Anh tưởng đâu nó phải sâu xa hơn chứ. Coi chừng nha. Coi chừng trong mấy cây củi mấy cái này kia cũng có gợi ý nha. Nhiều khi mình đốt luôn gợi ý không chừng á. Có cái gì nữa không ta? Có cái gì đặc biệt nữa không? Em nghĩ là đốt lên hết đi, nhóm lửa ở đây đi. Cô có biết rau... Lấy rau gì? Lấy rau? Rau đắng ạ. Đây bây giờ đi này, đi này. Chị ơi, rau bò khai là rau nào? Khó, khó. Cứ đi thôi. Nha, thế thì bây giờ chị chỉ cho, đi thẳng cái lối này. Ra mà cứ thấy cái cây nào mà nó lá nó tròn tròn là phải nó đó. Hái đi chị ơi. Sao mà chị đụng vô toàn là ngọn già không mà. Dạ em hái hết ngọn non rồi đấy. Thử ăn cái rau này coi. Ăn nó có vị hơi ngọt ngọt nha. Nó hơi ngọt ngọt, không khai. Với một cái tâm thế là Nhất vừa tìm kho báu, vừa hòa mình vừa thiên nhiên, vừa được ăn được uống, vừa khám phá cái này kia nữa, chứ không phải là cứ hùng hục đi tìm kho báu. Em thích đi hái mấy cái này lắm thật sự ấy. Em hái đi. Rồi. Chị ơi, bình thường ở đây có cái này không chị? Có cái này nhưng mà chỉ dán ở nhà mà nó là phải là màu đỏ chứ không phải là màu xanh. À. Khoa đi, hái rau đi Khoa. Cái đuôi én thì nó sẽ là cái vị trí có thể là hình đuôi con én này hoặc là không biết anh ạ. Đây đang rất gần manh mối của Khoa luôn. Bất thầy sân thượng. Bất thầy sân thượng. Kìa, nhóm được lửa rồi kìa. Thì đó anh ơi, em phải làm chuyện của cái đội khác rồi nè anh. Bây giờ chỉ cho một chiêu. Chiêu gì anh? Lấy mấy cây củi bự để chéo vô. Dạ. Rồi mấy cây chéo qua chéo lại. Dạ. Tự động nó cháy xong nó sập xuống. Rồi đổ nhiều vô. Khi những đội khác đang được đi làm nhiệm vụ đơn giản của mình, tôi yêu cầu đội bắt gà về bắt gà đi. Tôi bắt được gà rồi nhưng tôi đã thả vì nó quá dễ thương. Nó nói gì với anh mà anh kêu nó dễ thương? Nó kêu em có làm gì đâu trời. Nó kêu tự nhiên bắt tôi, cái tôi thả luôn. Trời ơi. Thì nó dụ rồi. Chúng tôi muốn ăn gà. Đó kìa, nó trước mặt bà kìa, thấy nó dễ thương chưa? Tí nó tới nó mổ tôi không ta? Không bà ơi, bà bị đa đoan rồi. Nếu như nó mổ tôi thì làm thịt nó nha. Không bà, lúc đó tôi mổ bà. Miss T, quăng cho nó mấy hạt nếp xem nào. À dạ, con ơi. À, cái gì ta? À, hãy đi kiếm kho báu cho ta. Hãy đi kiếm kho báu cho ta. Trời ơi trời, con gà mà tưởng đâu thằng đèn. Thấy cả con gà còn quay lưng với Miss T nữa thì đó. Gà ơi, bên này nè con. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Nó không thèm nữa. Trời ơi, con gà này được ăn no rồi. Chìa khóa, chìa khóa. Trời, cái này mới quan trọng. À, cái này chắc là mở một cái ổ khóa hay là mở cửa phòng hay là mở cái gì á. Mở cửa trái tim không ta? Không, chắc cái này là sẽ là mở một cái gì đó bí mật. Ôi, có cái này cũng quan trọng nha, cái này hay nè. Phải giấu mới được, kiếm cái ngăn nào nhỏ nhỏ giấu mới được. Chứ không, mấy người này ghê lắm. Hồi nãy ở trong cái phòng chung ấy, nó có một cái hòm, có một khóa. Ờ. Có ổ khóa hả? Có ổ khóa. Vậy là, ủa vậy là mình phải đi tìm chìa khóa. Đúng. Chứ cái hòm đấy là mới lắm, hòm đấy hòm mới lắm. Ổ khóa.
sữa này nó có hữu dụng không vậy ta? Ủa đúng rồi mà trời. Chương trình có đưa lộn. Rồi, rút và rút lại. Rồi, để vô trong cái chỏ đó. Để vô cái chỏ coi. Để vô. Lấy ngón tay chỏ chọt vô 5-7 lỗ gì đó cho nó có cái hơi bay lên đó. Rồi rút lại. Trung ơi, em xây kim tự tháp hả Trung? Trung ơi, đủ rồi. Đủ rồi. Em muốn cái bếp lửa nhà mình phải sáng nhất làng. Mà sao, ủa sao ở ngoài, ở trong không cháy mà ở ngoài cháy vậy? Bây giờ em để vậy em sẽ làm tới mai nó cũng không cháy được. Rồi rút hết ra đi, làm lại từ đầu. Lấy hết ra đi, lấy hết ra đi. Hết cái này luôn ha anh. Hết cái trên nè. À dạ dạ dạ. Ủa này em thấy nó cũng cháy cháy rồi á. Cháy mà nó cháy cái nó không có gốc thì sao nó cháy được. Rồi. Em đã về đây. Nãy giờ em đi đâu vậy? Em đi vệ sinh thiệt, với nhà vệ sinh xa quá. Em đi vệ sinh nãy giờ 1 tiếng đồng hồ. Em xạo quá. Em đi vệ sinh. À nãy em bị chất nhiều quá. Không phải, em bị chất không có cây nhỏ ở dưới thì làm sao nó cháy được cây lớn. Khí vô thì nó mới cháy được. Dạ. Yeah. Ok chưa? Quá tuyệt. Chào lên. Rồi kiếm đồ đại lại đi. Thì mình có nên cho thêm nước nè nè, cái nắp nè. Hả? Nó đó. Anh không tới anh đóng. Anh đừng kiếm cái nắp đại lại đi, kiếm cái nắp đại lại đi. Dạ rồi, em được kiếm được cái nắp rồi nè. Lấy cái này đi anh. Cái gì? Ủa, miếng ai là đội nào ta? Em là đội của anh Trung, em bắt gà. Ủa vậy là thì Tiên đâu? Đi vệ sinh. Trời ơi, sao có đoàn... Cái đoàn nghệ sĩ vậy? Sao hở vệ sinh, sao hở vệ sinh ta? Ngay từ lúc đầu tiên, nhà mình đã gặp trưởng làng. Trưởng làng có nói là... Những cái thời điểm đầu tiên khi mình bước vào nó có một cái gì đó rồi. Cái gì đây? Là... Không phải đâu, không phải đâu. Thực sự là cái loa. Trời ơi. Bất ngờ rồi. Bây giờ hả anh? Lịch tiêm phòng, bà con chú ý. 9 giờ 9 giờ ngày thứ 3 tập trung để phổ biến phòng nhiễm chủng HN H5N1. Là ở đây, ở đây, ở đây. Chỗ xây gạo. Nó là cái gì đây? Hả? Nó là địa điểm này rồi sao nữa? Thầy sân thượng. Bất thầy sân thượng. 3, 2, 1, xoay. Go. Ôi da ba, ông cho cái giò em trời. Cái gì vậy? Ủa, trời ơi, chị ơi. Cái gì? Nhanh lên. Làm bị già thì Tiên chỉ cần một người thôi, đầu tiên cần một người thôi. Đây là bị trần nè. Không, bị trần chưa ngồi lên gối anh ơi. À chưa ngồi ha, chưa ngồi tiếp tục. Làm bị già cũng vậy. Trời ơi. Đủ rồi. Em vừa nói chuyện nha. Em đang ngồi một cái gối rồi, em không đi di chuyển được. Em vừa nói chuyện nha. Nhường rồi chị ơi. Tập trung.